Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay thứ Bảy, 31 tây tháng 8 năm 2024. Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Quân đội Pakistan mở chiến dịch truy quét phiến quân tại Balochistan. Nhân viên Wells Fargo chết trong văn phòng ở Arizona, 4 ngày sau mới được phát giác. Nhập cảnh lậu tranh khảm cổ, một ông ở Palmdale lãnh 3 tháng tù. Chú bắt cóc cháu và nói rằng muốn đưa chúng lên thiên đường, theo cảnh sát Nam California. Hành khách bị đâm trên xe buýt LA Metro ở Nam Los Angeles. Lở đất làm 12 người thiệt mạng tại Pakistan. Cháy dữ dội nhà mặt tiền đường Quang Trung, 3 người thoát nạn. Người đàn ông đâm kẻ đột nhập vào nhà để bảo vệ gia đình ở Los Angeles. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức trên kênh YouTube Vinh Channel. Vừa rồi là phần tin chính trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Quân đội Pakistan mở chiến dịch truy quét phiến quân tại Balochistan ngày 30 tháng 8 năm 2024. Dựa trên thông tin tình báo, quân đội Pakistan cho biết đã mở các chiến dịch tại tỉnh Balochistan, tây nam nước này, nhằm đáp trả các vụ tấn công của phiến quân khiến hàng chục người thiệt mạng trong tuần qua. Trong tuyên bố, quân đội nêu rõ đã tiêu diệt 5 phần tử nổi dậy trong 3 chiến dịch tại tỉnh Balochistan. Tuyên bố nhấn mạnh các chiến dịch sẽ kéo dài cho đến khi lực lượng an ninh đưa tất cả thủ phạm, những đối tượng hỗ trợ và tiếp tay ra trước pháp luật. Giới chức Pakistan hôm 26 tháng 8 vừa qua cho biết ít nhất 51 người thiệt mạng khi các nhóm phiến quân thực hiện loạt tấn công nhằm vào đồn cảnh sát, các tuyến đường sắt và đường cao tốc ở tỉnh Balochistan. Nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Baloch PLA đã nhận là thủ phạm. Lực lượng an ninh sau đó đã đáp trả và tiêu diệt 21 tay súng này. Balochistan là tỉnh có diện tích lớn nhất Pakistan, giàu tài nguyên, nhưng ít dân cư và bất ổn nhất cả nước do bạo lực sắc tộc và các cuộc tấn công xảy ra ở khu vực này trong nhiều năm qua. Nhân viên nhà băng Wells Fargo tử vong trong văn phòng ở Arizona, 4 ngày sau mới được phát giác. Hôm thứ Sáu 30 tháng 8, theo USA Today, nhân viên ngân hàng Wells Fargo chết ngay tại bàn làm việc trong văn phòng, nhưng 4 ngày sau mới được phát giác, cảnh sát xác nhận. Bà Denise Boudon, 60 tuổi, tới ngân hàng Wells Fargo ở Tempe lúc 7 giờ sáng ngày 16 tháng 8. Sở cảnh sát Tempe xác nhận với USA Today hôm thứ Năm. Sau 4 ngày, thi thể của bà được nhân viên bảo vệ phát giác tại bàn làm việc trên tầng 3 vào ngày 20 tháng 8 và gọi cảnh sát. Lính cứu hỏa cũng tới hiện trường vào khoảng 5 giờ chiều hôm đó. Họ công bố bà đã tử vong, cảnh sát cho hay. Tính tới thứ Năm, văn phòng giảo nghiệm tử thi vẫn chưa xác định nguyên nhân cái chết của bà. Theo điều tra ban đầu, không có dấu hiệu bà Rudom bị sát hại. Cảnh sát đang thẩm vấn nhân viên ngân hàng này để lấy thêm thông tin. Nhân viên ở đó cho hay, họ ngửi thấy mùi hôi nhưng tưởng đường ống cống có vấn đề. Ít nhất một nhân viên nói với đài này rằng họ thắc mắc tại sao ngay từ đầu Wells Fargo không thông báo cho nhân viên biết vụ bà Rudom đã tử vong. Hầu hết nhân viên Wells Fargo ở đó làm việc ở nhà, nhưng ngân hàng đó có bảo vệ trực 24/7, theo KBNX. Wells Fargo cho USA Today hay, họ phải liên lạc với gia đình bà Rudom trước rồi mới thông báo cho nhân viên. Ngân hàng này cho biết thêm, bà Rudom ngồi làm việc ở nơi rất ít người trong tòa nhà đó. Nhập cảnh lậu tranh khảm cổ, một ông ở Palmdale lãnh 3 tháng tù. Tin từ Los Angeles, California, hôm thứ Năm 29 tây tháng 8, một ông ở Palmdale, California vừa bị kết án 3 tháng tù liên bang vì nhập cảnh bất hợp pháp bức tranh khảm cổ nặng 2.000 pounds, mô tả thần Hedwig từ đời thế chế La Mã. Theo nguồn tin từ City News Service cho hay, Justin Ancharihi, năm nay 57 tuổi, bị bồi thẩm đoàn kết tội gian lận giấy tờ để nhập cảnh hàng hóa nhằm tránh thuế nhập cảnh. Bức tranh khảm cổ này có từ thế kỷ thứ 3 hoặc thứ 4, dài 18 phút, cao 8 phút, bị ăn cắp ở Syria, quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá.
rồi được buôn lậu sang Mỹ thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Công tố viên liên bang cho hay, Justin Ancharihi nhập cảng bất hợp pháp bằng cách làm giả giấy tờ để khai gian giá trị cũng như phẩm chất của tác phẩm này. Công tố viên cho biết, bức tranh này tới cảng Long Beach chung với chuyến hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Ancharihi mua bức tranh này năm 2015 giá 12.000 đô la, nhưng ông khai với giới chức quan thuế Mỹ rằng ông nhập cảng gạch men chưa tới 600 đô la, theo công tố viên. Ông Ancharihi chi 40.000 khôi phục bức tranh này và chuyên gia thẩm định của chính phủ Mỹ cho hay tác phẩm này có thể bán được 450.000 đô la. Phát ngôn viên chính phủ còn cho hay bức tranh này có thể sẽ được trả về Syria. Chú bắt cháu và nói rằng muốn đưa chúng lên thiên đường, theo cảnh sát Nam California. Chính quyền địa phương cho hay một người đàn ông đã bị bắt giữ vào thứ Tư sau khi bị cáo buộc bắt cóc những người họ hàng trẻ tuổi của mình và tuyên bố rằng anh ta muốn đưa họ lên thiên đường. Trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter, Sở Cảnh sát Upland cho biết hai đứa trẻ 4 và 6 tuổi đã bị bắt cóc bởi người chú của chúng. Người không có quyền nuôi dưỡng chúng, mẹ của những đứa trẻ nói với chính quyền rằng anh ta không ổn định và cô sợ anh ta sẽ làm hại chúng. Sau khi nhận được thông tin từ Sở Cảnh sát quận Los Angeles, cảnh sát đã phát hiện ra chiếc xe của nghi phạm và cố gắng chặn xe lại. Ban đầu, người đàn ông từ chối, dẫn đến một cuộc truy đuổi ngắn với những đứa trẻ ngồi ở ghế sau. Cuối cùng, người đàn ông đó đã dừng xe lại. Trong một đoạn video sử dụng cảnh quay từ camera gắn trên người cảnh sát, sau đó được đăng lên X, cảnh sát đã chỉ súng vào người đàn ông sau khi anh ta dừng xe lại. Khi bị bắt giữ, hắn nói với cảnh sát rằng hắn muốn đưa bọn trẻ lên thiên đường. Những đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra xem chúng có bị thương gì hay không. Hiện vụ việc vẫn còn đang được điều tra. Hành khách bị đâm trên xe buýt LA Metro ở Nam Los Angeles. Vào chiều thứ Sáu, cảnh sát và nhân viên y tế đã có mặt tại khu phố Manchester Square ở Nam Los Angeles sau khi nhận được báo cáo về một vụ đâm dao có thể xảy ra trên xe buýt LA Metro. Video từ Sky5 cho thấy chiếc xe buýt dừng lại một trạm xăng tại ngã tư đường Western Avenue và đường 76 vào khoảng 2 giờ 30 chiều. Một chiếc xe của Sở Cảnh sát Los Angeles đã đậu tại hiện trường và một cảnh sát đang nói chuyện với một người đàn ông đang ngồi trên mặt đất gần biển hiệu trạm xăng có vết thương đẫm máu ở cổ. Đội cứu hỏa Los Angeles cuối cùng đã đưa người đó lên cáng và đưa vào phía sau xe cứu thương để cấp cứu. Nạn nhân, một người đàn ông ngoài 50 tuổi, được cho là đã bị đâm và bị thương ở cổ. Các quan chức cho biết, khi cảnh sát đến hiện trường, nghi phạm đã bỏ trốn. Đến tối thứ Sáu, LA Metro đã công bố thêm thông tin về vụ tấn công trên xe buýt, trong đó có một tuyên bố gửi tới KTLA cho biết có hai người đã bị tấn công, bao gồm nạn nhân bị đâm và một nạn nhân thứ hai bị thương, không được tiết lộ và được coi là nhẹ. Cả hai nạn nhân đều được đưa đến bệnh viện và được đang trong tình trạng ổn định. Các viên chức Metro cũng cho biết một nghi phạm đã bị bắt giữ. Tuyên bố của LA Metro viết, chúng tôi vẫn biết ơn các tài xế xe buýt vẫn tiếp tục giải quyết các vấn đề xã hội trong khi vận chuyển hành khách trên khắp cả nước. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và hiện tại chưa có thêm thông tin chi tiết nào được công bố. Lở đất là 12 người thiệt mạng tại Pakistan. Sáng 30 tháng 8, giới chức Pakistan cho biết đã ghi nhận 12 người thiệt mạng khi lở đất vùi lấp một ngôi nhà ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thuộc vùng Tây Bắc nước này. Trận lở đất xảy ra ở huyện Upper Deer, nơi mưa lớn trút xuống trong vài ngày qua. Trong số các nạn nhân có 3 phụ nữ và 6 trẻ em, tất cả đều là thành viên trong cùng một gia đình. Tai họa ập đến khi các nạn nhân đang ngủ trong nhà. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các thi thể bên trong đống đổ nát. Mưa lớn đã gây lũ quét, ngập lụt đô thị và lở đất tại một số huyện của Pakistan. Cùng trong ngày, tại Karachi, mưa lớn và gió bão khiến chính quyền của thành phố lớn nhất Pakistan này quyết định đóng cửa trường học. Chính quyền Pakistan cũng đã yêu cầu ngư dân và thủy thủ không mạo hiểm ra khơi, cảnh báo bão có thể gây lũ lụt trong thành phố, cũng như lũ quét tại vùng đồi núi trong những ngày tới. Cháy dữ dội nhà mặt tiền đường Quang Trung, 3 người thoát nạn. Khoảng 5 giờ sáng ngày 31 tháng 8, khói lửa bùng lên từ căn nhà một trệt một lầu ở số 359 Quang Trung,
phường 10, quận Gò Vấp. Phát hiện đám cháy, người dân khu vực đã hô hoán, kêu cứu và huy động phương tiện tại chỗ, tiếp cận dập lửa nhưng không làm gì được hơn. Bà hỏa đã bùng phát mạnh hơn. Do gặp các vật liệu dễ cháy, khói lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp đã kịp thời có mặt, triển khai lực lượng phương tiện dập tắt đám cháy và ngăn chặn không cho cháy lan sang các nhà xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Qua nắm thông tin, hộ nhà dân gồm 3 người sinh sống do ông TVG làm chủ hộ. Khi phát hiện ra cháy, ông Dê và bà TTVH, con dâu của ông, thoát nạn qua ban công và lối thoát khẩn cấp phía trước nhà. Anh NNJ, con chủ nhà, thoát nạn ra phía cửa chính. Tại hiện trường, ngôi nhà một trệt một lầu bị cháy rụi toàn bộ tài sản bên trong. Ở tầng trệt, xe máy, đồ đạc bị thiêu rụi tất cả chứ còn trơ khung sắt. Trong khi đó, một ngôi nhà trong hẻm đường Huỳnh Khương An, quận Gò Vấp cũng phát cháy lúc 1 giờ sáng cùng ngày. May mắn không có ai bị thương tích sau vụ cháy này. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân thiệt hại. Người đàn ông đâm kẻ đột nhập vào nhà để bảo vệ gia đình ở Los Angeles. Trong khi bảo vệ gia đình mình khỏi kẻ xâm nhập, một chủ nhà đã đâm một người đàn ông bị tình nghi đột nhập vào nhiều ngôi nhà tại khu phố San Fernando Valley vào sáng sớm thứ Sáu, theo Sở Cảnh sát cho biết. Sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 12 sáng trên phố Elwood ở Winnetka. Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông ngoài 20 tuổi đã đột nhập vào ngôi nhà khi những người dân vẫn còn ở bên trong. Người đàn ông ngay lập tức bị con gái trưởng thành của chủ nhà đối đầu. Sau đó, chủ nhà đã theo sát người đàn ông và một cuộc ấu đả đã xảy ra. Theo cảnh sát cho biết, chủ nhà đã đâm người đàn ông lạ mặt trong cuộc đối đầu để bảo vệ gia đình mình. Người đàn ông bị thương nhưng đã trốn thoát khỏi hiện trường. Nhưng sau đó, anh ta đã bị cảnh sát của Los Angeles phát hiện và bắt giữ. Anh ta đã được điều trị vết thương tại một bệnh viện địa phương và được liệt kê là trong tình trạng ổn định. Không có ai trong nhà bị thương, bao gồm cả chủ nhà và đứa con gái của ông. Không có đồ vật nào được báo cáo là bị đánh cắp. Một người hàng xóm cho biết, người đàn ông này đầu tiên đột nhập vào nhà cô trước khi chuyển sang những ngôi nhà khác. Và sau đây là phần tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Chủ nhật 1 tháng 9 năm 2024. Mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 27 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 7 giờ 17 phút tối. Một số đám mây vào buổi sáng sẽ nhường chỗ cho bầu trời, chủ yếu có nắng vào buổi chiều. Nhiệt độ cao khoảng 85 độ F. Gió Tây Nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ. Độ ẩm 61% và chỉ số UV cho thấy 9 trên 11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 5 giờ 2 phút sáng và trăng lặn vào lúc 6 giờ 55 phút chiều. Một vài đám mây vào ban đêm. Nhiệt độ thấp 66 độ F. Gió hướng Nam Tây Nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ. Độ ẩm 80% và chỉ số UV cho thấy 0 trên 11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân xin cảm ơn quý vị và các bạn đã vừa xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích, cho Vinh Channel xin một like và một subscribe. Nếu quý vị và các bạn chưa ghi danh với Vinh Channel, xin hãy ghi danh để mỗi khi có video mới của Vinh Channel, quý vị sẽ được thông báo sớm nhất. Xin chân thành cảm tạ quý vị và các bạn rất nhiều đã ủng hộ Vinh Channel.